Hello. Chào mừng các bạn đến với chào mừng các bạn đến với buổi trực tiếp của gametv giải AOE Business Cup. Anh xanh một nhá. Tích nhá. Không ngon đâu nhưng mà nói chung là cũng tạm ổn thôi. Thôi anh ăn mấy rồi không? Quán này này. Đi nha. Em cạnh xem nhá. Đấy cái này thì đang có đánh cung nhá. Có vẻ lên đời cũng hơi sớm đấy. Mà đéo lo đâu cứ đánh này. Em bán không? Nhưng mà có một thằng nó đánh hộ xem nhá. chém tốt lắm. Em thì fit mẹ rồi. Cái nó dâng Hello. Vâng, sau một hồi trình kỹ thuật thì tôi sẽ quay lại các bạn đây. Đây là tem CNET Việt Nam. Máy game thủ màu 3 cầm Samarian. Tham còn 23 thôi. Màu game thủ màu 1 cầm Egypt, anh Quách Đại Ca, khả năng xuất thân từ Thần Điêu Đại Hiệp rồi. Cầm Egypt timeline 46 phút 23, nó hơi tương đối nhỏ. Màu 4 Maxi, thang còn 4 thôi. Anh cố gõ được nhà Y đi. Đúng rồi, cố đấm ăn xôi làm hai cái nhà Y đấy. 4 đường dân thôi, có ai có lực cái bơm màu 4 đâm Y đi cho khỏe. Màu 2 cầm Ajinomoto trong cánh, bắt đầu định bắt quân màu 5, quân gì đây? Quay ruộng thôi anh. Màu 2 quên nâng tầm xa 2 khung A rồi, phút thứ 24. Tầm xa vẫn là 7+1 thôi. Có chim lợn nào nhắc hộ tôi màu 2 nâng hộ cái tầm xa cái. Tầm xa vẫn là 7+1 thôi, ở đây 7+2 rồi. Màu 1 à, không, màu 3 đây. Màu 3 gặp màu 8 là gì đây? Summer Kata hay là Pan? Ai cũng rờ thì ra màu 8 bắn phù hộp màu 3 thì màu 3 chém màu 8 cái. Hình như không có cơ động. Màu 2 thăm 57. Màu 4. Ai có lực cái bơm màu 4 để dummy đi. Vâng, có quân Max C thì tận dụng thôi. Vâng, bên kia là tem HD Việt Nam. Có Taruan màu 7, không biết cầm quân gì, có cung R. Đây là Egypt hay AC hay Samarian. Chúng ta cùng chờ đợi thôi, tôi mải chỉnh kỹ thuật nên quên ấy. Rồi, anh nâng Trương Đồng 3 rồi, anh chào anh ơi. Y màu 4 vẫn Trương Đồng 2 này, không ăn thua. Y lên Trương Đồng 3 mới trâu được. Ai có lực bơm đây? Bơm màu 4 đi. Không lên Trương Đồng 3, Y Max C gặp cung nó vẫn tắt điện như bình thường thôi. Màu 3 tham 27. Với con phù thủ nhà. Từ đầu giờ tôi vẫn thấy anh đánh 1L và 1P. Làm cái nhà BA ra bắn phù bên kia. Màu 3 có đóng cái nhà BA ra không? Gỗ rất nhiều, 8 lít gỗ cơ. Ai lấy gỗ giơ tay. Màu 3 rất nhiều. Màu 1. À, màu 6 chuyển cung A. Milan lúc đầu thấy đánh lạc đà. Lạc đà cũng tương đối đông. Lên giáp 4 chưa màu 1 đây. Nhưng là chưa. Rồi, giáp 4 rồi. Màu 5 đang ở nhà ốp. Màu 2 sang cứu màu 1 đi. Hơi khoai, màu 6 đã lên sang cung A nhưng mà đánh cung A tại nhà này thì không ăn thua. Tưởng dâng ghét kìa cơ. Đánh tại nhà thì không xoắn. Neutral nhà BA luôn. Anh không để neutral rồi. Cái này thì cung R sẽ hơi thiệt một tí nhưng không sao. Thâm Lai đang bị đè. Màu 5 to nhất bản đồ. Màu 5, màu 7 đang rất to. Hơi khoai. Đây 7 đây. Vào quấy đi anh. Rồi xúc. Hòa thượng thích thì xúc thôi. Không, bên trong nhiều quân lắm. Đừng đùa. Tham của màu 3 có 19 thôi. Nhưng anh đang quấy tương đối tốt. Anh sản dân ra mà. Dân đâu. Đây rồi. Vào sau nhông màu 2 mà hồi. Đóng BC, BN ra. Đấy, đóng BC ra vào bung BN các kiểu con là điều ra. Nghìn gỗ cơ mà. Có phải là đói gì đâu. Màu 4 đây tham con 5. Anh ơi lên Chiêng Đồng 3 anh ơi. Không lên Chiêng Đồng 3 chọc vào nhà cung vô tác dụng thôi. Không có ý nghĩa gì mà Y Max C cả. Hiến Y này thì mệt lắm. Rồi. Màu 2 67 trên 96. Còn thiếu cái mỗi cái giáp 4 là mắc công nghệ cho cung A thôi nhưng mà từ từ đã. Màu 5 là quân gì đây? Bên chưa biết được màu 5 quân gì. Egypt thì hơi khoai với IA trận đấu này đấy. Egypt nó không ngán thì cùng IA Moto đâu. Mình đang đứng ở trên dông. Đang vào thế. Trong nhà màu 1 có để ý không mà máy kim thủ màu 1 đâu rồi? Đây rồi, Egypt đây. Timeline đè lắm rồi, khó rồi. Tôi làm trận mới thôi. Tham này không đánh được nữa. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến trận đấu thứ hai vòng loại chạm 3.